Và tiếp nối chương trình sẽ là sự xuất hiện của một người anh, một người bạn và một người đồng nghiệp tương lai của chúng ta. Cùng chào đón anh Xuân Tâm, cựu sinh viên lớp báo chí khóa 10 sẽ góp vui cho chương trình văn nghệ hôm nay với ca khúc Hương Thơm Dịu Kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Rồi đi, nơi như đời ta, vươn lên từng ngày.